Lợi thế khiến Nga dùng Su-34 phóng tên lửa Kinzhal tại Ukraine. Triển khai tên lửa Kinzhal từ Su-34 giúp Nga giảm tải cho phi đội MiG-31K và tăng khả năng tấn công mục tiêu tại Ukraine, theo chuyên gia phương Tây. Hãng thông tấn TASS ngày 4 tháng 9 dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kíp phi công đầu tiên điều khiển tiêm kích bom Su-34 khai hỏa tên lửa siêu vật âm Kinzhal trong chiến dịch tại Ukraine đã được trao phần thưởng cấp nhà nước. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Nga sử dụng tiêm kích bom Su-34 phóng tên lửa Kinzhal thay cho tiêm kích hạng nặng MiG-31K, loại khí tài được thiết kế để mang mẫu tên lửa này. Chitraj Kaushan, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh RUSI, cho rằng gắn tên lửa Kinzhal lên máy bay Su-34 là bước đi hợp lý của quân đội Nga, giúp đa dạng hóa khí tài, đồng thời giảm tải đáng kể cho biên đội MiG-31K. Không quân Nga VKS hiện có ít nhất 10 tiêm kích MiG-31K được hoán cải để chuyên mang tên lửa Kinzhal. Trong trường hợp cần thiết, VKS có thể huy động tối đa 30-35 máy bay MiG-31K-Y cho nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa siêu vật âm, theo chuyên trang Military Watch của Mỹ. Con số này thấp hơn nhiều so với phi đội 120 chiếc Su-34 đang có trong biên chế VKS, chênh lệch càng đáng kể khi Su-34 đòi hỏi chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao hơn so với dòng MiG-31. Su-34 mang tên lửa Kinzhal sẽ phóng lượng lớn tiêm kích MiG-31 cho nhiệm vụ tuần phòng chiến đấu. Radar mạnh mẽ và tên lửa đối không tầm xa R-37M của MiG-31 luôn là công cụ hữu ích để phong tỏa vùng trời Ukraine, ngăn đối phương cất cánh làm nhiệm vụ. Loại tiêm kích này cũng có thể tham gia mạng lưới đánh chặn tên lửa, Kaushan nhận định. Tên lửa siêu vật âm Kinzhal là một trong 6 siêu khí tài được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào năm 2018. Tên lửa có tầm bắn 2.000 km và vận tốc tối đa hơn 12.000 km/h, Mach 10, gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Kinzhal có thể mang theo đầu đạn nổ mạnh thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân với sức công phá 5-50 kiloton. Trong quá trình phát triển, Nga xác định sẽ trang bị Kinzhal cho tiêm kích MiG-31K và dự kiến là oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3M, còn dòng Su-34 gần như không còn được đề cập. Lý do hàng đầu là tên lửa Kinzhal phụ thuộc rất lớn vào tốc độ của máy bay vào thời điểm khai hỏa để kích hoạt động cơ nhằm đạt khả năng tác chiến tối đa. MiG-31K được chọn do nó có tốc độ tối đa 3.000 km/h và có thể mang theo tới 9 tấn khí tài. Tiêm kích bom Su-34 cũng có thể mang theo 8 tấn khí tài, nhưng tốc độ tối đa của nó chỉ là 1.900 km/h. Để có thể giúp Kinzhal tăng tốc sau khi khai hỏa, Su-34 sẽ phải phóng tên lửa ở góc nhất định. Nếu không, quả đạn sẽ không thể đạt được vận tốc tối đa hoặc không bay hết tầm. Nga dường như đã tìm ra biện pháp khắc phục điều này để Su-34 có thể khai hỏa tên lửa Kinzhal hoặc chấp nhận một số hạn chế của nó. Với tầm bay hơn 2.000 km của tên lửa Kinzhal, cộng với bán kính chiến đấu 1.000 km của tiêm kích bom Su-34, sự kết hợp này có thể giúp Nga tạo ra vùng không kích trong phạm vi 2.500 tới 3.000 km, đủ sức bao trọn không phận Ukraine. Mỗi tên lửa Kinzhal nặng khoảng 4.300 kg, do đó tiêm kích bom Su-34 có thể mang một quả đạn này cùng với các khí tài tấn công và phòng thủ khác khi thực hiện nhiệm vụ. Giới chuyên gia cho rằng khi tiêm kích bom Su-34 đảm nhận công việc phóng tên lửa Kinzhal, phi đội MiG-31 sẽ được giải phóng để tập trung cho nhiệm vụ phòng thủ, nhất là khi bán đảo Crimea đối mặt với ngày càng nhiều cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa tầm xa. Trước đây, Nga dựa vào số lượng rất ít tiêm kích MiG-31K để khai hỏa Kinzhal, khiến chúng luôn bị mạng lưới vệ tinh do thám, máy bay trinh sát điện tử và UAV của phương Tây theo dõi sát sao, cho phép phát hiện hoạt động ngay khi phi cơ cất cánh và cảnh báo cho Ukraine. Việc phóng tên lửa Kinzhal từ Su-34 sẽ hạn chế nguy cơ này, gây thêm khó khăn cho nỗ lực dự báo hướng tấn công và mục tiêu của tên lửa siêu vật âm Nga. Kho dự trữ tên lửa Kinzhal của Nga rất hạn chế, nhưng bổ sung lượng lớn máy bay mang phóng sẽ mở ra khả năng tấn công ồ ạt từ nhiều hướng nhằm gây quá tải lưới phòng không Ukraine. Nhà bình luận David Hamblin của Forbes nêu quan điểm. Bộ Quốc phòng Ukraine hồi tháng 7 nhận định mỗi tháng quân Nga được bổ sung thêm 10 quả đạn Kinzhal, tăng gấp 5 lần so với trước chiến sự. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng Nga đang sở hữu không dưới 80 tên lửa Kinzhal sẵn sàng chiến đấu. Việc những chiếc Su-34 mang được tên lửa Kinzhal cũng có thể tác động đáng kể tới nhiều khu vực khác, từ Bắc Cực tới Viễn Đông, cũng như Syria và Trung Đông, chuyên gia Kaushan đánh giá. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinzhal hồi tháng 3 năm 2022, tấn công một kho khí tài lớn ở tỉnh Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine. Quân đội Ukraine từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa siêu vật âm Kinzhal mà Nga sử dụng trong các đòn tập kích thủ đô Kiev. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Ukraine thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinzhal tập kích vào Kiev.
Thưa quý vị, là loại vũ khí được đích thân Tổng thống Mỹ Joe Biden công nhận là không thể ngăn chặn ở thời điểm hiện tại, tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinzhal xứng đáng là vũ khí sẽ đảm bảo an ninh chiến lược của Nga trong nhiều thập niên tới. Vậy tên lửa KH-47M2 Kinzhal có uy lực khủng khiếp đến thế nào và tại sao loại vũ khí này lại không thể bị đánh chặn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp ngay sau đây. Sự xuất hiện của dòng tên lửa siêu thanh thế hệ mới KH-47M2 Kinzhal được biết tới rộng rãi sau tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin trong thông điệp quốc gia Nga năm 2018. Những lời giới thiệu về khả năng đạt tốc độ bay tới Mach 10 gấp 10 lần tốc độ âm thanh và hình ảnh về vụ phóng thử tên lửa Kinzhal từ máy bay MiG-31 tại quân khu phía nam của Nga đã tạo được ấn tượng mạnh không chỉ với các chuyên gia quân sự thế giới mà còn cả giới hoạch định quân sự Mỹ và phương Tây. Hiện tại, Kinzhal được coi là tổ hợp vũ khí diệt hạm độc nhất vô nhị trên thế giới, không có vũ khí nào của Mỹ và phương Tây có đủ tính năng để đối trọng. Với những hình ảnh được công khai, cũng như đặc tính khí động học của Kinzhal và kết quả được công nhận trong thực chiến, giới chuyên gia quân sự có thể khẳng định chắc chắn, KH-47M2 được phát triển trên nền tảng hay biến thể hàng không của tên lửa 9M7231 thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Hai dòng tên lửa này có nguyên lý hoạt động tương tự nhau. Sau khi rời phương tiện phóng, chúng đều leo cao lên độ cao 18 km, sử dụng thế năng để tăng tốc độ bay lên 2.500 km. Điểm khác biệt chỉ nằm ở việc Kinzhal sử dụng hệ thống dẫn đường chủ động cho nhiệm vụ diệt hạm và tầm bắn lớn hơn rất nhiều nhờ phóng từ trên không. Tương tự như Iskander, KH-47M2 cũng có khả năng tàng hình không chỉ nhờ vận tốc siêu vượt âm, tạo ra lớp phủ plasma trung hòa về điện khiến các biện pháp theo dõi và giám sát bằng radar vô hiệu, mà nó còn mang nhiều mồi bẫy giả gây khó khăn cho việc phát hiện ra tên lửa trong màn nhiễu. Yếu tố duy nhất khiến tên lửa bộc lộ chính là sự ma sát với không khí đậm đặc ở tầng thấp của khí quyển, khiến lớp vỏ của tên lửa dần bay hơi. Lớp phủ này khiến tên lửa chói sáng trên bầu trời giống như một ngôi sao băng và tỏa nhiều nhiệt. Tuy nhiên, chỉ với vài phút khi tên lửa đã đạt tốc độ siêu vượt âm để lao tới mục tiêu, việc phát hiện và lên phương án đối phó với Kinzhal gần như không thể ở thời điểm hiện tại. Ngoài nhiệm vụ diệt hạm, tên lửa Kinzhal cũng có thể sử dụng cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất. Tuy nhiên, do giá thành cao, Kinzhal sẽ chỉ được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị chiến lược hoặc trong các nhiệm vụ đặc biệt. Căn cứ vào đặc điểm kỹ chiến thuật, việc hoán cải máy bay tiêm kích hạng nặng MiG-31 mang tên lửa Kinzhal phù hợp với nhiệm vụ thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ. Trong các nhiệm vụ chiến đấu thực tế, việc mỗi máy bay MiG-31 chỉ có thể mang một đạn Kinzhal nên khó có thể đáp ứng việc tấn công hủy diệt hoàn toàn mục tiêu. Chính vì thế, tiềm năng thực sự của dòng tên lửa siêu vượt âm này là kết hợp với các nền tảng máy bay ném bom siêu thanh như Tu-22M3 hiện có của Không quân Vũ trụ Nga. Tu-22M3 có hệ thống radar chuyên biệt cho nhiệm vụ diệt hạm và đối đất, cũng như các mấu treo đủ cứng và trọng lượng cất cánh lớn để mang cùng lúc nhiều tên lửa Kinzhal cho nhiệm vụ tấn công. Hiện tại, Không quân Nga đang biên chế khoảng 60 máy bay Tu-22M3 và vài chục chiếc trong tình trạng niêm cất. Với các gói nâng cấp mới, tầm hoạt động của máy bay ném bom này được tăng lên gần 3.000 km. Sự kết hợp giữa Kinzhal và Tu-22M3 sẽ giúp quân đội Nga có vũ khí tấn công không thể ngăn chặn ở phạm vi 5.000 km. Ngoài các nhiệm vụ cấp chiến thuật, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có thể dễ dàng nâng cấp thành vũ khí cấp chiến lược với đầu đạn hạt nhân. Không có khó để hình dung khả năng răn đe của dòng tên lửa siêu vượt âm với khả năng tấn công chính xác cao và không thể bị ngăn chặn này tới bất kỳ địa điểm nào trên đại lục Á Âu và một phần châu Phi. Nga có thể sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal phiên bản trang bị đầu đạn hạt nhân để tấn công phủ đầu chính xác các vị trí chiến lược tại châu Âu, như các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ đang triển khai hay các vị trí tập kết lực lượng, trung tâm chỉ huy mà không có loại vũ khí nào có thể ngăn chặn. Mới đây, truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức nước này cho biết tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga bị đánh chặn khi đang cố tấn công tổ hợp Patriot Washington cấp cho Ukraine. Cụ thể, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin quân đội Nga dường như đã cố gắng tấn công lá chắn phòng không Patriot ở Ukraine tuần trước bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Theo các nguồn tin, vụ tấn công được cho là bất thành và quân đội Ukraine đã sử dụng chính hệ thống Patriot bị Nga đưa vào tầm ngắm để bắn rơi Kinzhal. Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn nhiều tên lửa từ Patriot ở các góc độ khác nhau để đánh chặn tên lửa Nga, cho thấy họ đã trở nên thành thạo trong việc sử dụng hệ thống phòng không mà Washington sản xuất. Các nguồn tin cho biết Nga đã thu được tín hiệu phát ra từ Patriot, cho phép Moscow truy dò và xác định tọa độ tổ hợp phòng không để tiến hành tập kích. Cả Ukraine và Mỹ đều đã xác nhận Patriot bắn rơi tên lửa Kinzhal, dòng vũ khí mà Nga từng tuyên bố rằng chưa có bất cứ hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn. Nga chưa lên tiếng chính thức về vụ việc, nhưng hãng tin nhà nước TASS dẫn nguồn từ một quan chức quốc phòng cấp cao nước này tuyên bố rằng Patriot không đủ khả năng bắn rơi Kinzhal.
Ông cho biết vận tốc của tên lửa siêu thanh Kinzhal vượt quá chế độ đánh chặn tối đa của Patriot. Ông nói rằng Kinzhal có khả năng tránh tên lửa giai đoạn bay cuối cùng và tấn công mục tiêu theo phương thẳng đứng, khiến các hệ thống đất đối không hiện tại không thể bắn rơi. Nguồn tin phỏng đoán Ukraine dường như công bố thông tin bắn rơi Kinzhal để lý giải cho việc họ đang sử dụng quá nhiều tên lửa đánh chặn do phương Tây cung cấp để phòng vệ trước hỏa lực của Nga. Nguồn tin nhấn mạnh số tên lửa đánh chặn nhiều gấp 2-3 lần số tên lửa Nga dùng để tập kích. Ukraine chỉ đang làm vậy để lý giải cho việc sử dụng nhiều quá mức đạn dược phương Tây viện trợ, phóng đại hiệu quả của chúng. Trong khi đó, thì một chuyên gia quân sự Nga cho biết không thể bắn hạ tên lửa siêu vượt âm bằng hệ thống Patriot. Chuyên gia này cho rằng bạn không thể bắn trúng mục tiêu đang bay nhanh hơn. Nếu bạn bắn hạ trực diện thì tên lửa đánh chặn sẽ phải bay nhanh hơn Kinzhal 1,5 lần. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào năm 2018. Truyền thông Nga cho biết tên lửa Kinzhal có tầm bắn khoảng 2.000 km, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh khoảng hơn 12.000 km/h, khiến việc đánh chặn gần như là không thể. Tên lửa có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500 kg hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ là 100-500 kT. Nhận xét về uy lực của tên lửa Kinzhal, các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết Nga đã phát triển loại tên lửa độc đáo này nhằm dễ dàng tập kích các cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương. Tốc độ cao kết hợp với quỹ đạo bay khó lường cùng khả năng cơ động vượt trội khiến cho việc đánh chặn tên lửa này gặp rất nhiều khó khăn.